kinh dị mang màu sắc viễn tưởng, hành động nhưng không kém phần nhân văn sâu sắc. Quái vật săn đêm sẽ là một tác phẩm của một phim nói chung và các fan của dòng phim kinh dị nói riêng khó lòng bỏ qua trong tháng Halloween đặc biệt này. Lấy cảm hứng từ đề tài cuộc tranh đấu giữa con người với những sinh vật huyền bí như chúa tể Godzilla, giữa phim quái vật không gian hay phim truyền hình đình đám Cậu bé mất tích, Quái vật săn đêm từ tiếng Anh Sputnik là cuộc chiến tàn khốc và đẫm máu giữa con người với một loài ký sinh bí ẩn vũ trụ xâm nhập vào thế giới loài người. Phim kể về phi hành gia xuất sắc của quân đội Konstantin cùng người đồng hành bay vào không gian thực hiện nhiệm vụ được giao phó, nhưng tai nạn bất ngờ xảy ra, con tàu vũ trụ chạm trán phải một thứ bí ẩn và cướp đi sinh mạng của người chỉ huy. Konstantin may mắn sống sót, nhưng cơ thể anh lại xuất hiện một loài quái vật ngoài hành tinh ký sinh, chúng phát triển mạnh mẽ, khống chế thể xác lẫn tinh thần của vật chủ. Tatiana, một nữ khoa học, nhà vật lý học tài năng, được quân đội triệu tập với hy vọng có thể tách con quái vật đó ra khỏi cơ thể Konstantin. Nhưng càng đi sâu nghiên cứu, cô lại từng bước vén lên bức màn bí mật, khám phá ra nhiều âm mưu đáng sợ đằng sau sự việc này. Không những chỉ kế thừa các yếu tố hồi hộp, giật gân từ các tượng đài cùng thể loại vốn được khán giả đại chúng yêu thích, Quái vật săn đêm còn gây ấn tượng khi khai thác yếu tố nhân văn về tình bạn, tình yêu, tình đồng đội của con người trước nghịch cảnh. Phim cũng nhận về vô số những lời khen từ các nhà phê bình tên tuổi. Quái vật săn đêm Sputnik chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 16 tháng 10 năm 2020. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của K79 Movie Trailer. Cảm ơn và hẹn gặp lại.